Bon Bon TV. Viên sâu xịt, thua rồi nha. Mình thua rồi sao? Điều điều, tưởng thắng anh mày là dễ à? Sao lại đánh em? Dạ lúc não thì sao? Cái gì? Lúc não á? Mày nghe thấy nó nói gì chưa? Có não đâu mà chết chứ. Mày anh quá đáng lắm rồi nha. Nè các cháu, cô vừa đi chùa về, cho mấy đứa ít hoa quả này, cháu xin cô ạ. Anh ơi, cho em đi. À... cho mày nè. Ngon thế nhờ. Đã giòn lại ngon ngọt nữa chứ. Anh có phải là anh trai em không đấy? Cứ hai quả táo, anh cho anh nhận một quả, sao không cho em? Anh trốn lên đồ đáng ghét mà. Cái Linh nó bỏ đi rồi kìa. Thôi kệ đi. Thật là tức quá đi mất. Ui da. Một quả xoài sao? Đến mày cũng muốn bắt nạt tao à? Hả? Wow, nhiều xoài quá. Cây nhiều xoài thế này mà không ăn thì phí quá. Hãy xem chị đây. Rơi này. Ui da. Là đứa nào ném ông vậy hả? À, là đứa nào? Xoài ơi, cuối cùng em cũng thuộc về chị. Dẹp của đứa nào đây? Hắn ta nổi điên lên rồi. Anh ơi, anh có muốn ăn xoài không? Xoài á? Không ăn à? Vậy em xin nha. Định chạy đi đâu vậy nhớ? Đi theo ta, mau lên, phải mà báo với Hoàng mới được. A few moments later. Ôi anh ơi, anh tha cho em đi mà. Thế được ném vào đầu ta thì ai tha hả? Dừng tay lại. Không được bắt nạt em gái tao. Mau thả con bé ra. Anh ơi, cứu em. Mau lên đi, còn đứng đó làm gì? Dám động vào em gái tao hả? Tưởng ta sợ ngươi chắc. Mày chính là anh trai con bé kia. Úi, cái chảo. Con bé này à, quen gì đâu. Em chỉ muốn nhắc anh là anh trói lỏng quá. Để em buộc lại cho chắc. Anh làm cái gì vậy? Sao không cứu em? Cứu thế nào được, không thấy tay nó cầm gì à? Em xong rồi, em đi trước đây ạ. Lần này nhất định sẽ ổn thôi mà. Cứ nhất thiết mà tới mức này không chứ. À, suýt quên. Tay này, tao không đụng đâu. Mày có đứng im để tao chỉnh cho không nào? Thành công hay thất bại đều nhờ mày hết đấy. Cứ tin ở tao. Hả? Chào anh, em đứng đây từ chiều. Wow, người đẹp. Ôi dạ, đau quá. Anh thật là đáng yêu. Ôi, là thơ của anh. Chào em, tóc em đẹp quá. Hả? Cái gì đây? Mày muốn nếm mùi vị của cái chảo này đúng không? Cái chảo của mình đâu rồi? Chảo quanh đây. Anh Hoàng, cởi trói cho con bé nhanh lên. Rồi mau trước khi hắn tỉnh lại. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chất kỳ, năng động. Harley Quinn. Và các diễn viên khác. Có thể những điều không may sẽ xảy đến với chúng ta bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Nhưng hãy nhớ rằng, bên cạnh chúng ta vẫn luôn có ba mẹ, là chỗ dựa vững chắc trong những lúc khó khăn nhất. Cố lên! Cố lên nào! Tỉnh lại đi! Tim đập trở lại rồi. May quá! Anh tỉnh lại rồi. Đêm đã về khuya. Con gái ngủ ngoan quá. Hơi mệt quá. Mình phải đi tắm cái đã. Chẳng hôm nào về sớm với con gái được cả.
sao. Bao lâu thế nhờ? Tạm thời sơ cứu và giảm đau cho bệnh nhân đã. Chờ tôi đến xử trí tiếp. Quan sáng đi. Tôi sẽ đến ngay mà. Bố, có ca cấp cứu bố phải đi ngay. Bố bảo đưa con đi chơi cơ mà. Thôi để hôm khác nhé. Nhưng mà bố lại thất hứa rồi. Mai là sinh nhật bố rồi. À, mình sẽ tặng quà cho bố. Là là là, thì mình quá thích cậu rồi. Ôi xong rồi, mang đi nướng thôi. Sắp có bánh sinh nhật siêu ngon rồi. Ơ, cháy rồi, làm sao bây giờ? À! Cứu tìm ơi, phải không? Cứu ơi. Hả, tiếng ai kêu cứu vậy? À, cháy rồi, cháy to quá. Cố lên. Amanda được đưa đến đúng bệnh viện của cha mình. Cái này phức tạp quá. Bác sĩ ơi, con gái anh nhập viện rồi. Cô nói gì cơ? Nhanh lên, đã cấp cứu rồi. Amanda, cậu sao thế này? Mau tỉnh lại đi, con gái. Con ăn cháo nha. Ăn đi con. À, nóng quá. Bố xin lỗi, cô ăn thêm chút nữa nào. Ôi, khổ thân con tôi. Con gái, ăn hết đi rồi bố đưa con đi chơi nhé. Ôi, đói quá. Ê, chơi nắp tí đi. Bắt đầu thôi. Ốt thơm quá. Đã mất rồi. Đó kìa. Giúp đi mày. Ờ, đâu rồi? Giờ đấy. Dạ. Ôi dạ. Nhìn nó kìa. Đưa nè, cái đồ tham ăn. Thèm đồ gà lắm hả? Đi ra đi. Cút ra, đừng động vào tôi. Leo leo leo. Hai đứa kia, chúng mày làm gì đấy? Chạy thôi. Láo tuét thật. Con à, con có sao không? Con không nhìn thấy chúng nó làm gì. Con sợ lắm. Vậy ăn uống một chút đi con. Con không ăn đâu. Cả đời con sẽ không nhìn thấy gì nữa sao hả bố? Thôi, con nghỉ ngơi đi nhé. Vâng ạ. Một thời gian sau. Chúc mừng cháu nhé, hôm nay được tháo băng rồi. Thử nhìn mọi thứ xem nào. Ôi, nhìn thấy rồi này. Cháu nhìn được rồi ạ. Chúc mừng cháu nhé. Nhưng mà bố cháu đâu rồi ạ? Chuyện này bố cháu vì không thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh cháu bị bạn bè trêu chọc bắt nạt, chỉ vì không nhìn thấy cho nên đã quyết định sẽ hiến giác mạc của chính mình cho cháu. Bố cháu hy vọng cháu sẽ có một tương lai mới hạnh phúc hơn. Bố, tiến qua mình đa mà. Bố ơi, con tìm bố mãi. Thật may mắn khi hai bố con Amanda đã được đoàn tụ với nhau. Nín đi con, bố đây rồi. Bố không sao đâu. Chỉ cần con được hạnh phúc và vui vẻ, bố có thể làm tất cả vì con. Ơ, cái gì vậy? Mau đưa túi của mình cho ta. Cũng biết đều đấy. Bố là nước ơi, cướp, giúp tôi với. Đừng lo, cướp đâu, hắn kia kìa. Tên kia, đứng lại. Ta đã bảo là đứng lại được cơ mà. À. Muốn chạy sao? Hãy xem chiêu của ta đây. Nấy thì chạy này. À. Ta đến rồi đây. À. Ôi ôi, chóng mặt quá. Hình như hơi sai sai rồi thì phải. Ui da, đã xong. Túi của cô đây. Cảm ơn anh, người hùng. Ôi trời ơi, cô ấy gọi mình là người hùng. Thích quá đi mơ. Cứu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tôi đang bốc cháy. Mình nên dùng cái gì bây giờ nhỉ? Viên xô xì. Là bên này. Nước đến đây. Đầu tôi hết bốc cháy rồi đây. Anh đúng là người hùng của tôi. Đừng, đừng lại gần tôi. Phải lên phòng nhanh.
Ông đi đâu cả ngày giờ mới bác mặt về vậy hả? Người ta đi ra ngoài làm công to việc lớn, còn ông thì sao hả? Đúng là đồ vô tích sự. Mình cũng ai như thế khi cứu mọi người này. Con gái là bố à? Kìa con gái, con bé vẫn chẳng muốn thân thiết với mình. Dừng lại đã, ăn đi. Cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn, không thì chỉ được ăn cơm trắng thôi. Nè, bỏ cái tay ra. Sáng hôm sau, đi nhìn đường vào, không xô vào người ta bây giờ. Còn xô vào người ta rồi kìa. Mày đi đứng không có mắt nhìn đường à? Lùi lại, mẹ sẽ bảo vệ con. Dám thách thức ta à? Dừng lại ngay, không có ai tới cứu hai người đâu. Bọn mày giờ có hối hận cũng muộn rồi. Anh ơi, có sai về ai đi nữa, em có làm cái gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá. Xin anh tha cho con gái em với. Im mồm, giãn miệng lại. Tha cho mày thì tao biết chấm lột ai. Đưa tiền đây. Em chỉ có sách thôi, anh có lấy thì lấy đi này. Tránh ra. Dừng tay lại. Lại là ngươi à? Đúng thế, chính là ta. Thế là xong. Ô, cởi trói giúp tôi với. Hai người không sao chứ? Không sao, chú như là người hùng cháu hay xem trong phim ấy. Ta chỉ thấy chuyện bất bình mà giúp thôi. Bảo tránh ra. À, anh gì ơi, mau tỉnh lại đi. Chú ơi, chú làm sao vậy? Bố, sao lại là bố thế này? Anh mau tỉnh lại đi. Bình tĩnh, ta không sao hết, vẫn chưa chết. Bố ơi, vậy bố chính là người hùng đào. Con xin lỗi, để con giúp bố. Bố ơi, về nhà bố kể chi tiết cho con nghe về những việc bố đã làm. Ngủ hết rồi. Anh yêu, chờ em nhé. Mẹ đi đâu ấy nhỉ? Bố ơi, dậy đi. À, có chuyện gì đấy? Bố ơi, mẹ đi đâu đấy? Hướng kia kìa. Quả là một ngày tuyệt đẹp. Dây chuyền cũng đẹp nữa. Ôi, em yêu đấy à. Anh yêu của em, đẹp trai quá. Có quà cho em đây. Wow, em xin, anh yêu tuyệt vời nhất. Đi thôi nào. Mẹ ơi. Vợ ơi, thế này là sao? Mẹ ơi, đừng đi. Đừng bỏ con. Em nỡ bỏ bố của anh sao? Em, đi theo anh, em sẽ có cả chiếc xe này nữa. Đây này. Buông ra. Tôi không thể sống nghèo khổ như thế này mãi được. Tặng em yêu nữa này. Mình đừng đi. Đừng mà mẹ ơi. Con đi với mẹ đi. Bỏ con bé ra. Hút ra. Đồ nghèo hèn. Đừng đi mà. Đừng mà. Suốt ngày phải ở nhà chán quá. Chán thật đấy. Mình đói bụng quá. Nhà có gì ăn không nhỉ? Mẹ ơi, con đói rồi. Mẹ ơi. Ơi, bình hoa mới. Nhìn lạ thế nhỉ? Ôi trời ơi, bình của tôi. Mày có biết là nó rất đắt không hả? Con không biết. Biến ngay cho tao. Anh uống nước đi. Còn nó lỡ tay thôi mà anh. Phòng này của ai vậy nhỉ? Thấy ghê ghê à nha. Gì thế này? Ôi, tôi chết. Mong là không có ai phát hiện. Quái vật Kitsy ư? Eo ôi, đồ gì ghê vậy? Những hình ảnh này là sao? Là ảnh của mẹ. Lẽ nào? Xem gì đấy? Đừng có kêu, cô bé lạc đường à. Không được nói với mẹ mày nghe chưa? Buông ra. Ôi, cái xì của anh không sao chứ? Cứ đợi đấy. Mình có nên nói với mẹ không nhỉ?
không được. Hay, bực thế nhỉ? Con gái, sao đấy? Mẹ đi ra đi. Lại dỗi mẹ à? Mẹ ơi, chú Cơ là người xấu đấy. Con đừng nói xấu chú ấy như vậy. Mẹ, biết ngay là mẹ không tin mình mà. Phải làm sao đấy? À, gọi cho bố. Alo, bố ơi, đến đây ngay đi. Có thích không? Ui, em thích quá. Đếm có sướng không? Nào, uống đi để có sức đếm tiếp. Em xin. Uống đi, uống nhiều vào nhé. Ôi, em chóng mặt quá. Đau đầu lắm, chóng mặt lắm, đúng không? Đây là đâu? Trật tự nào, tôi có quà cho em đây. Thuốc biến hình đấy. Nào, chuẩn bị nhé. Cái miệng xinh đẹp này. Uống đi nào, dừng lại. Buông ra, ngươi định làm cái gì? Trả cho ta. Đưa đây. Mẹ ơi, nhanh lên, chạy thôi. Cô. Thế này là sao? Nhanh chân lên. Còn có sao không hả? Dạ, con không sao đâu. Em có sao không? Trước kia em... Mẹ ơi, đánh đi. Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta về nhà thôi. Sau khi trải qua thử thách, gia đình chắc kỳ đã được đoàn tụ trong hạnh phúc. Cái gì vậy hả? Dạ con. Nào, để ta giúp ngươi dạy dỗ nó. Cút ra chỗ khác chơi, đừng có làm phiền tao. Con đáng sợ quá. Lại còn khóc nữa hả? Có thôi hay không thì bảo, đừng có trách tao ác. Nín ngay. Anh làm gì vậy chắc kỳ? Lại được cả cô nữa à? Hôm nay chị cảnh cáo rồi đấy. Mẹ ơi, đừng sợ, có mẹ đây rồi. Sao mình để ở đây, biến đi. Sao trong người mình thấy bực mình khó chịu thế nhỉ? Kể ra mà có tí rượu thì tốt. À, kia rồi. Kia chẳng phải là cửa hàng bán rượu sao? Muốn mua rượu à? Đợi này mới này, ngon lắm. Vậy tôi lấy chai này. Đứng tại đó. Trả tiền đi đã nào. Chết rồi, hết tiền rồi. Không có tiền mà đòi mang rượu đi à? Đi đi, đồ suối quẩy. Cả hai đang ngủ say rồi. Mình phải hành động nhanh mới được. Có tiền để mua rượu rồi. Cầm lấy này. Hả? Là của cậu. Đúng thế, giờ đã mua được rượu chưa? Được, được, của cậu đây. Hời rồi. Cuối cùng ta cũng trở lại được rồi đấy. Tiền tiết kiệm đâu rồi? Đâu hết cả rồi. Tao hỏi cho không ai trả lời hả? Đó là tiền mà. Mình phải mua cái gì cho mẹ ăn mới được. Mẹ ơi, mẹ ăn cái này đi. Mẹ không đói, con ăn đi. Không, con ăn rồi, mẹ cứ ăn đi. Còn... cái con bé này lại giấu mẹ rồi. À đúng rồi, mẹ một nửa và con một nửa nhé. Vậy là mẹ con mình đều cùng được ăn. Ăn nhiều vào con nhé. Ai mẹ con mày? Lấy tiền của tao đúng không? Là mày đúng không? Anh mau bảo con bé ra đi. Bụng của tôi đau quá. Mẹ, mình đã làm gì thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Vợ ơi, em làm sao thế? Để anh đem đi viện. Bé gái được sinh ra rất khỏe mạnh. Bố ơi, cho con bé em với. Em yêu của chị, dễ thương quá. Bác sĩ, còn vợ tôi thế nào rồi? Chia buồn với anh, chúng tôi chỉ cứu được đứa bé thôi. Vợ ơi, vợ ơi, anh xin lỗi, tất cả là do anh không tốt. Sau cái chết của vợ, Jackie đã tự hứa với lòng mình phải thay đổi để có thể chăm lo cho hai con có cuộc sống tốt. 5 năm sau, đã lâu rồi mình chưa uống rượu. Eo ơi, kinh quá. Ôi da,
của tôi. Để tôi giúp anh. Anh khỏe thật đấy. Cảm ơn anh nhé. À, tôi gửi cho anh chút tiền coi như cảm ơn nha. À, không cần đâu. Anh cứ nhận cho tôi đỡ ngại. Vậy là có tiền mua thêm sữa cho con rồi. Wow, ở đây nhiều đồ ngon quá đi. Hay là mình mua một chai cho đỡ thèm nhỉ? Không, không được. Phải đi qua chỗ này thật nhanh mới được. Tôi gửi tiền sữa với bánh. Chào chị. Chắc là hai đứa sẽ thích lắm đây. À, bố về rồi. Bố mua sữa với bánh về cho hai đứa này. Chết rồi, bố lại uống rượu rồi. Đã lâu lắm rồi, không gặp được ngươi. Bố, bố tỉnh lại đi mà. Tránh ra. À, bố đẩy con ngã xong. Khóc lắm cái gì, cắm mồm lại. Mày mà còn khóc thì mau cút khỏi nhà tao. Tao không phải là bảo mẫu. Thì bố, sao bố có thể nói như vậy với em chứ? Đói quá. Ôi, có cái bánh này, con không thích ăn cái này. May quá, đúng lúc mình đang đói. Hả, bánh của mình? Ờ, định lấy trộm bánh của tôi sao? Ờ, tớ đừng sợ, cho cậu đấy. Tôi không đòi đâu, cho cầm lấy đi. Mau cầm lấy đi, đừng sợ. Tớ cảm ơn. Tạm biệt. Con gái, các con đâu rồi? Hai đứa đi đâu mất rồi? Em con đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Trong lúc bố sai, bố đã đuổi em ấy đi rồi. Mưa rồi, mau đi tìm em con thôi. Mưa rồi, lạnh quá. Mình không chịu nổi nữa rồi. Con ơi! Bố nhìn kìa. Hả? Con gái, con mau tỉnh dậy đi. Em gái, em tỉnh lại đi mà. Bố sai rồi, bố xin lỗi, con mau tỉnh lại đi. Con bé sốt cao quá, phải giảm thân nhiệt xuống trước đã. Bố ơi, thuốc với nước đây ạ. Tỉnh rồi sao? Chị, em thấy trong người thế nào rồi? Nào, để chị giúp em. Đã khỏe hơn tí nào chưa? Chị ơi. Không sao, không sao. Mình về nhà rồi. Đừng để bố tỉnh. Đi nào. Về nhà chơi với chị thích thật đó. Hả? Tiếng gì vậy? Ai làm đổ chai rượu này đây? Mà thôi không sao, cho bố chị cùng với. Chắc khi đã hoàn toàn từ bỏ được thói quen xấu để tập trung vào cuộc sống với hai con gái của mình,